một ca khúc mà nằm trong vùng tâm của Mi Tâm mà Tâm chưa có dịp biểu diễn tại đây bao giờ cả. Đó là một ca khúc mà Tâm đã từng quay một cái MV mà nó nói chung nó rất là khác với Mi Tâm và nó cũng được rất là nhiều khán giả cũng cảm thấy cảm tình với cái cô gái trong cái clip đó. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa coi cái clip đó thì sau cái buổi hôm nay thẳng sờ trên YouTube xem thử cái khúc này có gì vui. À, đó là một ca khúc để mang tên vì em. Thank you. Yeah.